Công ty BBG vừa ra mắt máy chỉnh màu chính xác theo yêu cầu và pha sơn tự động cho các đơn vị gia công chuyên nghiệp mang tên BBG Bestrazon Mix, giúp tối ưu quy trình pha chế sơn cho các cửa hàng bán lẻ và các đơn vị gia công. Với khả năng cung cấp màu sắc và chất lượng chính xác theo yêu cầu, hệ thống này thay thế quy trình pha chế sơn thủ công bằng một hệ thống không tạo bọt. Máy được trang bị thiết bị trộn tích hợp, kho lưu trữ tinter và phần mềm quản lý màu sắc. Tất cả tích hợp trong bộ máy có diện tích nhỏ, dễ dàng tích hợp và hầu hết các hoạt động của cửa hàng sơn. Tôi rất vui khi sản phẩm Spectrazon Mix của PPG được triển khai ở thị trường Việt Nam. PPG luôn đặt mục tiêu là sự lựa chọn đầu tiên của khách hàng đối tác để cung cấp các giải pháp và dịch vụ về sơn phủ. Việc đưa sản phẩm Spectrazon Mix này ra thị trường sẽ giúp khách hàng có thể tiếp cận được kho dữ liệu màu sắc phong phú của PPG và đặt hàng với số lượng nhỏ trong thời gian nhanh nhất. Khi mà cái xu hướng dịch chuyển sản xuất về Việt Nam, đặc biệt tập trung cho các bạn sản xuất và chế tạo, thì đây là một cơ hội rất lớn cho ngành sơn, không những cho các ứng dụng như là dân dụng mà còn cả ứng dụng công nghiệp khác. Việt Nam là một thị trường tiềm năng và chúng sẽ tiếp tục đầu tư để tăng trưởng hơn nữa trong cái thị trường này. Hiện tại hệ thống đi kèm với 21 công thức màu tiêu chuẩn phổ biến được sử dụng rộng rãi trên khung cửa và cửa, đồ nội thất, đồ ngoại thất kim loại và các bộ phận xe máy. Hệ thống cũng có khả năng thêm vào các màu tiêu chuẩn và tùy chỉnh theo nhu cầu của người sử dụng. Các công thức màu mới sẽ liên tục được bổ sung vào hệ thống. Với BBG Spectrazon Mix, khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp từ tại cửa hàng với số lượng từ 4 đến 8 kg. Hiện có sẵn tại Việt Nam và một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.